Chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ thứ hai với những thông tin được điểm qua trên các trang báo, và các bạn có thể lựa chọn những đầu báo chúng tôi giới thiệu để có thể đọc, tìm hiểu kỹ thêm. Vậy tôi thấy ngày hôm nay những cái câu chuyện cũng sẽ rất hay, câu chuyện về quản lý đất đai, rồi tăng giá điện, thiếu thang, là lo thiếu điện như nào, đặc biệt là khi mùa hè đến gần rồi nè, rồi thiếu vật liệu làm cao tốc, hoặc là trái cây rất giá thê thảm ra sao. Và cái câu chuyện cũng đang rất là nóng lên trong thời gian gần đây là câu chuyện tiền tiết kiệm bỗng nhiên trở thành tiền bảo hiểm, mà cũng là một cái tiết bài ở trên báo Tuổi Trẻ, và chị Khánh Phương sẽ gửi đến quý vị. Dạ vâng, thưa anh Lê Thắng và thưa quý vị khán giả. Đầu tiên sẽ là một bài viết giống như anh Lê Thắng vừa chia sẻ, liên quan đến câu chuyện tiền gửi tiết kiệm bỗng nhiên lại bị biến thành tiền bảo hiểm nhân thọ. Và trên trang báo Tuổi Trẻ trang số 2, số 3 cũng đã có một bài viết liên quan đến vấn đề này. Hiện nay thì dù ngân hàng nhà nước đã cấm ép khách hàng mua bảo hiểm, nhưng mà sau gần 6 tháng tìm hiểu và đồng hành cùng với bạn đọc, phóng viên của tờ báo Tuổi Trẻ vẫn ghi nhận được hàng loạt những cái góc khuất trong việc gài thế buộc phải tự nguyện mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. Và trong kỳ 2 của loạt bài viết ép người dân mua bảo hiểm trên trang số 2, số 3 là câu chuyện của nhiều người mang hàng trăm triệu tích góp nhiều năm ròng gửi đến ngân hàng, nhưng sau đó tá hỏa phát hiện không có khoản tiền gửi tiết kiệm nào mà chỉ có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Từ hy vọng nhận lãi cao, giờ lại mất ngủ vì sợ gần như là mất trắng khoản tiền của mình đã gửi. Nhiều khách hàng cho biết vì mang tâm thế tin tưởng nên trong quá trình nhân viên ở ngân hàng tư vấn, khách hàng đã không ghi âm, ghi hình làm bằng chứng. Họ cũng không có tin nhắn trao đổi với nhân viên ở ngân hàng. Đến khi khiếu nại, họ không liên hệ được với người đã tư vấn cũng như người đại diện ký tên trên hợp đồng bảo hiểm. Đáng chú ý là bài viết đăng tải ý kiến một lãnh đạo phòng giao dịch tại một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước. Người này cho biết rất cắn rứt khi đưa khách hàng vào hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác phải mua bảo hiểm. Nếu không mua thì đồng nghĩa với không thể vay vốn, vì hiện tại đa số ngân hàng đều bán bảo hiểm nhân thọ. Chưa kể các khách hàng đến gửi tiết kiệm cũng được công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp danh sách để chào mời bằng mọi cách. Thực tế, doanh thu bảo hiểm nhân thọ được công ty bảo hiểm chuyển trực tiếp cho ngân hàng và được ngân hàng đưa vào doanh thu trên báo cáo tài chính. Mức doanh thu này còn cao hơn các hoạt động khác như các hoạt động nghiệp vụ thu lãi, thu phí duy trì tài khoản, phí mở thẻ Visa mang lại. Một câu chuyện thị trường khác, tuy là mới vừa qua Tết thôi, nhưng mà khi mà đi ra ngoài đường thì các bạn rất là dễ dàng nhận ra những tấm bảng có chữ rất to giải cứu cũng xuất hiện trên rất nhiều tuyến phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Việc giải cứu trái cây đang được diễn ra và tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại với giá thịt, tại chuồng rất thảm nhưng ra chợ lại đội giá lên gấp 2, gấp 3 lần. Thực tế được tờ Thanh Niên phản ánh trên trang 6 sáng nay với tựa đề bài viết là trái cây rất thảm và giá nào thì cũng có. Câu chuyện bắt đầu từ cuối tuần trước, người trồng ở thủ phủ Cam Sành, tỉnh Vĩnh Long kêu trời vì giá chỉ còn chưa tới 1.000 đồng một ký và đứng trước nguy cơ chặt bỏ hàng ngàn hecta cam nếu giá không được vực dậy. Ngoài Cam Sành, nhiều loại trái cây miền Tây cũng đang ở mức dưới 10.000 đồng một ký như là mận đá, mận đường, mận An Phước, xoài Đài Loan, xoài cát chu hay là dưa gang. Không chỉ trái cây, thị trường thực phẩm đặc biệt là thịt heo, thịt bò cũng đang rất giá mạnh. Cụ thể, giá heo hơi bình quân cả nước hiện chỉ khoảng 52.500 đồng một ký. Giá bò hơi tại chuồng trại từ 80.000 đến 85.000 đồng một ký. Mức giá này đã khiến nhiều người nuôi phải lao đao, nhiều người treo chuồng không dám tái đàn. Và đáng nói là trong khi giá tại chuồng rất thảm, thì thịt heo, thịt bò ra đến các chợ thì vẫn không hề rẻ. Đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết các khâu trung gian đang được hưởng lợi nhiều nhất trong chuỗi sản xuất tiêu thụ. Đây là một bất cập đã tồn tại từ lâu nay nhưng cần có các giải pháp đồng bộ để giải quyết. Và quý vị và các bạn quan tâm đến bài viết này xin mời tìm đọc trên trang 6 báo Thanh Niên. Thưa quý vị, hiện nay thì sau một tháng khởi công, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 bắt đầu đối diện nỗi lo về nguồn vật liệu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai trên hiện trường. Tờ Giao thông đã có bài phản ánh lại lo thiếu vật liệu làm cao tốc, đăng tải trên trang số 2 và trang số 3. Theo đó, nhiều dự án giao thông có thể kể đến như gói thầu XL11, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn, dự án thành phần Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, dự án đoạn Vũng Áng – Bùng, dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì với Bộ Giao thông Vận tải, làm việc và đề nghị các địa phương rà soát nâng công suất các mỏ đã có phép khai thác theo nghị quyết số 18 của Chính phủ, tổng hợp trữ lượng có thể bố trí cho dự án để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc phân bổ cần căn cứ nhu cầu và tiến độ triển khai từng dự án và theo nguyên tắc dự án nào khởi công trước thì ưu tiên phân bổ trước. Rất nhiều nỗi lo, thiếu thang thì lo sang thiếu điện,
và thiếu điện cũng chưa là đáng sợ bằng cái nỗi lo đó là tăng giá điện. Thực ra tăng giá điện là chuyện không thể đặng đừng được nữa. Vấn đề được nhiều chuyên gia kinh tế bàn ra và đưa ra các giải pháp hiện nay đó là tăng giá điện như thế nào để hợp lý, hài hòa được cả lợi ích về kinh tế và lợi ích xã hội. Tờ Pháp Luật Việt Nam trên trang 9 đã đặt câu hỏi tăng giá điện như thế nào để có thể vẹn cả nhiều đường. Khác với xăng dầu chủ yếu dùng trong vận tải, điện là nguồn năng lượng dùng trong mọi khâu của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là tiêu dùng sản xuất. Điều này sẽ tác động mạnh đến giá cả, chi phí sản xuất, kiểm soát lạm phát, ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế. Nên nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng cần nghiên cứu tính toán lộ trình các phương án tăng giá điện sao cho hợp lý. Nếu giá điện tăng trong năm 2023 sẽ tạo áp lực lên lạm phát do tăng chi phí sản xuất và chi tiêu cuối năm, đồng thời làm giảm tăng trưởng kinh tế. Theo tính toán, nếu giá điện tăng 8%, làm GDP giảm 0,36% và lạm phát tăng 0,5%. Nếu giá điện tăng 10%, sẽ làm giảm GDP 0,45% và lạm phát sẽ tăng 0,61%. Chuyên gia kinh tế cho rằng có thể có đưa lộ trình tăng giá điện làm 2 lần vì không thể tăng cao trong một lần. Điều này sẽ khiến nền kinh tế bị tác động nặng nề. Trước mắt trong năm 2023 nên tăng khoảng 8% và năm sau tăng tiếp thêm khoảng 4%. Thưa quý vị, hiện tại ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì xoay quanh việc đề xuất áp dụng thu thuế đối với nhà đất thứ hai trở lên thì nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng cần cân nhắc và thận trọng để hài hòa lợi ích giữa các bên. Nếu không thì có thể đẩy giá nhà đất lên cao, từ đó thì việc kiểm soát, quản lý giá đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Thông tin này cũng đã được tờ Đại Đoàn Kết đăng tải trên trang số 10 số ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, việc chỉ áp mức thuế trước bạ rất thấp hiện nay là chưa khách quan. Ngoài ra, người sở hữu nhà cũng chưa phải nộp các loại thuế tài sản nhà ở như các nước khác, mà chỉ mới phải nộp thuế đất phi nông nghiệp cũng như rất là thấp. Và điều này là cần thiết được điều chỉnh lại cho công bằng. Thay bằng biện pháp hành chính vốn gây ra nhiều xáo trộn trên thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua, nhiều ý kiến cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chuyển đổi số và nên tận dụng tài nguyên này để áp dụng vào số hóa trong lĩnh vực bất động sản. Nếu định danh bất động sản tốt, cộng thêm cập nhật thường xuyên các biến động về giá cả nhà đất từng khu vực sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các giải pháp tức thời, ngắn hạn hiệu quả hơn thay vì các quyết định mang tính chất là cứng cho dài hạn nhưng không phù hợp thực tiễn biến động thường xuyên.